Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Mark. Mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 23 tháng 4 năm 2024. Thì giá vàng ở trong phiên ngày 22 nó mở cửa ở mức 2.391 và đóng cửa về mức 2.329, thể hiện cho là một lực giảm rất là mạnh mẽ, thể hiện cho phe bán đã tham gia vào đây với một lượng bán xả rất nhiều. Thì đây là một cái trong những động thái chốt lời của các nhà đầu tư. Vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích. Trước tiên là chúng ta sẽ điểm qua những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Về ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4 thì chúng ta có những tin rất quan trọng vào lúc 8 giờ 45 tối, là tin về đồng đô la Mỹ, tin về PMI sản xuất và Platts là bao gồm các ngành dịch vụ thì đã được dự báo là tăng lên so với kỳ trước. Và tin về PMI dịch vụ thì cũng được dự báo là tăng lên. Thì đây là hai tin tốt cho đồng đô la. Và 9 giờ tối chúng ta có tin là bán nhà mới. Bán nhà mới thì cũng được dự báo là kỳ này tăng hơn so với kỳ trước. Và tin chỉ số sản xuất thì cũng được dự báo là tăng lốt. Thì hôm nay chúng ta có những tin rất quan trọng về đồng đô la Mỹ. Vậy thì giá vàng ở trong tối ngày hôm nay có thể là có một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo, nếu như theo các chuyên gia dự đoán. Còn về thực tế như nào, chúng ta tối nay sẽ cùng đánh tin. Về chúng ta sẽ chuyển qua quỹ của FBRR. Quỹ này thì ngày hôm qua không có động thái mua bán gì về vàng các bạn nhé. Sau khi quỹ này mua một lượng vàng thì ngày hôm qua quỹ này không có động thái gì mua bán vàng. Vậy thì đợi xem ngày hôm nay sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng dự đoán, nếu mà với lực bán xả như vậy thì quỹ này cũng sẽ bán thôi. Đó, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Giá vàng lao dốc, giá vàng thế giới lao dốc vì đâu? Cú lao dốc của vàng thế giới ở trong phiên đầu tiên của tuần đã diễn ra trong bối cảnh áp lực mua bán chốt lời tăng vọt, khi mà trên khắp các thị trường, trong khi mà các hợp đồng đặt cược vào mua vàng tương lai cũng đang ở mức thấp. Cú giảm 2,5% trước hết là do hoạt động chốt lời khi mà vàng thế giới tăng vọt lên 22% từ mức 1.990 đô trên một ounce hồi tháng 2 lên đến gần 2.430 đô trên một ounce ghi nhận vào ngày 12 tháng 4, trước khi mà ổn định quanh vùng 2.380 đô trên một ounce trong những phiên trong tuần của thứ ba và của tháng 4. Mức tăng hơn 20% trong vòng tháng 2, gấp 4 lần so với lãi suất tiền gửi của Mỹ trong một năm và khoảng trừng đó ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là lý do tại sao khiến áp lực bán ra tăng vọt. Thông thường thì các hoạt động chốt lời diễn ra hoặc bị hấp thụ hết bởi những hợp đồng đánh giá đặt cược, nên xu hướng của uptrend vẫn còn. Nhiều dự báo cho rằng vàng thế giới trong xu hướng tăng giá ở Mỹ vẫn còn chưa bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tiền tệ, trong một trong số đồng đô la yếu hơn khi mà Mỹ cắt giảm lãi suất thúc đẩy vàng đi lên, lạm phát và căng thẳng địa chính trị cũng đỡ giá vàng lên đỉnh cao mới. Căng thẳng địa chính trị của Ukraine cũng như là Trung Đông được nhận định là sẽ chưa thể sớm chấm dứt. Căng thẳng giữa Iran và Israel vẫn âm ỉ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào sau những cú ăn miếng trả miếng gần đây. Tuy nhiên việc chốt lời luôn luôn là giới đầu tư quan tâm. Một đợt điều chỉnh cũng là cơ hội gia tăng lợi nhuận. Nếu như chốt lời vùng đỉnh hoặc ngắn hạn, chỉ cần có lý do thì kích hoạt động thái này thôi. Lý do mà được nhắc đến nhiều nhất là kỳ vọng của giới đầu tư về suy giảm rủi ro của căng thẳng địa chính trị của Trung Đông, khi mà hàng nghìn người Israel biểu tình rầm rộ vào cuối tuần qua. Bên cạnh đó, việc Tehran hạ thấp tác động của tầm quan trọng của một cuộc công kích của Israel cũng khiến rủi ro căng thẳng địa chính trị trong khu vực suy giảm. Giá vàng thế giới cũng đã chịu áp lực từ những tín hiệu quay xe của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thay vì tín hiệu 4 lần hạ lãi suất trong năm 2024, con số này giảm dần xuống còn 3, rồi 2, rồi 1 lần. Thậm chí các quan chức Fed
cho rằng cần tăng lãi suất vì lạm phát vẫn còn cao, kinh tế Mỹ và kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại thì các nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng giá vàng đang đánh giá thấp rủi ro của địa chính trị cũng như là biện pháp phòng ngừa chưa đủ. Thì đây là về những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Tin thì chúng ta về dài hạn thì giá vàng vẫn còn được ủng hộ bởi những cái yếu tố về cắt giảm lãi suất trong năm nay chưa xảy ra, và về những cái tin căng thẳng địa chính trị nó chưa thể dứt điểm ngay được. Nhưng mà về ngắn hạn thì các nhà đầu tư chốt lời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xét đến những cái yếu tố này. Về đến bật Bollinger Band lên thì các bạn nhìn thấy được là giá vàng bắt đầu nó có những cái nhịp mà band trên vẫn hướng lên và band dưới hướng xuống, nó thể hiện cho một cái cú tích lũy như tích lũy của trước đấy này. Các bạn nhìn như tích lũy trước đấy này, nhưng mà tích lũy này nó có một cái động thái tích cực hơn, đấy là có phiên bán tham gia và rất mạnh mẽ. Vậy thì tích lũy xong nó có giảm hay không thì chúng ta sẽ về đến cái khung nhỏ hơn để chúng ta quan sát. Về đến khung 4 giờ thì ngay lập tức các bạn có thể nhìn thấy hôm qua mình có kẹp một cái chen. Ngày hôm qua nó gãy chen ở cái lúc 70 này rồi. Lúc đấy mình cũng đã canh để mình bán ra, nhưng mà mình cứ nghĩ nó sẽ có một cái nhịp hồi lên đến cái vùng 81, 82 này, nhưng nó về đến 62 này mình cũng nghĩ nó hồi lên được đến vùng 80 rồi nó mới sập, nhưng mà nó không, nó sập ngay các bạn nhé. Đó, nó sập một phát về đến cái vùng đỡ giá của vùng 26 này. Thì về đến vùng 26 này, nếu mà 11 phút nữa đóng cửa một cây nến xanh phản ứng như này thì giá vàng rất dễ nó có thể điều chỉnh về những cái vùng mà A. Đó, chúng ta sẽ cùng kênh xu hướng của khung H4 là kênh tăng giá đã bị phá vỡ rồi nhé. Khung ngày thì có một nhịp điều chỉnh về mà A20. Vậy thì ở trên cái khung 1 giờ thì theo như các bạn giá vàng nó sẽ điều chỉnh về đâu? Nếu mà nhịp này nó là một nhịp điều chỉnh, từ giờ đến chiều nó là một nhịp điều chỉnh thì giá vàng ít nhất nó điều chỉnh về được đến cái vùng 54 cho đến vùng 60. Sau khi đấy nó sẽ xuống tiếp, hoặc là điều chỉnh ít thì nó phải về đến vùng 50. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ canh bán. Và cái band của cái khung 1 giờ thì band dưới cũng đang bó lên, band trên thì đang hướng xuống, thể hiện cho là lực mua thì vẫn còn, nhưng mà nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh ngược lại sau nó mới giảm tiếp được. Đó, bởi vì là các khung 4 giờ thì RSI gần chạm quá bán này, và khung 1 giờ thì RSI đã đi qua bán rất lâu rồi, tạo những cái tín hiệu phân kỳ nhỏ ở đây. Nhưng về đến khung M15 phút, về đến khung M15 phút thì giá vàng nó đang trong một cái giai đoạn đi chậm lại và bắt đầu có dấu hiệu tích cực tăng lên khi mà RSI nó tạo phù hợp cái phân kỳ ở đây. Vậy thì giá vàng ở trong ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ bắt một cái điểm canh sell và một điểm canh buy nhỏ. Canh buy là để chúng ta ăn con sóng hồi, còn canh sell là để chúng ta ăn con sóng chính. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ canh buy ở những cái vùng 2328, ngay vùng này thôi. SN thì chúng ta đặt ở vùng 22 hoặc là các bạn đặt mạo hiểm hơn thì các bạn đặt lên vùng 23. TB thì chúng ta sẽ TB lên đến cái vùng 41 và TB lên đến cái vùng 46 là đạt tỷ lệ 13 các bạn nhé. Còn ngày hôm nay về cái kèo canh bán thì chúng ta sẽ canh bán ở những vùng 49-50 cho đến vùng 54, 49-50 cho đến vùng 53. N thì các bạn sẽ đặt ở vùng 60 và TB thì các bạn sẽ TB lại về vùng 26, thậm chí là các bạn TB xa hơn, nhưng trước tiên là các bạn cứ TB về vùng 26 trước đi. Đây là về hai kèo canh mua canh bán cho ngày hôm nay. Đó. Còn có thể nếu mà với cái lực tăng nó lên 49 mà mạnh mẽ quá thì nó có thể tăng lại lên vùng 60, nhưng mà trước mắt nó phải vượt qua được cái vùng 46 cho đến vùng 49 này đã. Đó, còn về kèo canh bán thì ở canh mua chúng ta sẽ đợi nó hồi xuống dưới này một chút nữa. Chúng ta sẽ mua lên đến cái vùng 46 cho đến vùng 49 các bạn nhé. Về đây là nhận định xu hướng giá vàng của mình. Còn nếu bạn nào mà
Có thể mua luôn chỗ này thì các bạn sẽ mua lệnh nhỏ thôi, SL các bạn vẫn phải đặt dưới này, lát tôi về đây các bạn mua thêm. Thì đây là nhận định xu hướng giá vàng của mình trong phiên ngày 23 tháng 4. Thì kính chúc các bạn một ngày mới giao dịch đạt nhiều lợi nhuận. Xin chào tạm biệt các bạn.